Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Cái video hôm nay thì mình sẽ nói về một cái đồng coin đứng ở vị trí số 7 trong bảng xếp hạng của CoinMarketCap. Thì trước nó đứng thứ 3, thứ 4 cơ, nhưng mà sau bị những cái đồng coin khác nó vượt mặt. Đó chính là đồng Cardano ADA. Hiện tại thì đồng ADA này nó đang có giá trị là 0,57 USD một đồng. Trong vòng 24 giờ qua thì nó đã tăng tới tận là 16,81%. Đồng ADA này nó đang xếp hạng ở vị trí số 7 và đang được 2,1 triệu người theo dõi trên CoinMarketCap. Vốn hóa thị trường của nó là 19 tỷ đô. Cái khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua của nó là 2,1 tỷ đô, giảm mất là 34,25%. Lượng cung lưu hành của cái đồng ADA này nó đạt mức là 33,74 tỷ đồng ADA. Nó chiếm là 75% trong số là 45 tỷ đồng ADA. Mình có thể giới thiệu sơ qua về cái đồng ADA này. Đồng ADA nó là một nền tảng blockchain cho biết mục tiêu của mình là cho phép những người thay đổi, những người đổi mới và những người có tầm nhìn xa, mang lại sự thay đổi tích cực cho toàn cầu. Đây là dự án nguồn mở này được. Dự án nguồn mở này cũng hướng tới việc là phân bổ lại quyền lực từ các cấu trúc không chịu trách nhiệm cho các tới các biên cho các cá nhân nào, giúp tạo ra một xã hội an toàn, minh bạch và công bằng hơn. Cardano được thành lập vào năm 2017 với token là ADA, được thiết kế để đảm bảo rằng chủ sở hữu có thể tham gia vào việc vận hành mạng. Lý do này, những người nắm tiền mã hóa có quyền bình chọn mọi đề xuất, thay đổi phần mềm, vân vân. Đồng ADA này được giao dịch nhiều nhất trong sàn Binance với cặp đồng ADA và USDT, nó chiếm khối lượng là 12,43%. Giá trị đô la của nó là 2,68 triệu đô. Sàn Coinbase thì chiếm 5,39%, khối lượng là 116 triệu đô. Như vậy là mình cũng đã giới thiệu cho các bạn về cái đồng ADA. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau.